Chào các bạn, mình là Đạt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn công thức tập viên được trích 41 trường hợp FHL cơ bản mà mình sử dụng. Đây là cái tờ công thức 41 trường hợp FHL cơ bản mà do mình thiết kế ra. Mình sẽ để link cái tờ công thức này dưới phần mô tả của video. Đây là trường hợp FHL đầu tiên và cách giải của mình như sau. Mình sẽ phiên dịch trước lại cho các bạn xem. Đây là FHL số 2. Đây là FHL số 3. Bây giờ mình sẽ phiên dịch trước lại cho bạn xem. Đây là FHL số 4. Mình sẽ phiên dịch trước lại cho bạn xem. Đây là FHL số 5. Mình sẽ phiên dịch trước lại cho bạn xem. Đây là FHL số 6. Bây giờ mình sẽ phiên dịch trước lại cho bạn xem. Đây là FHL số 7. Bây giờ mình sẽ phiên dịch trước lại cho bạn xem. Đây là FHL số 8. Bây giờ mình sẽ phiên dịch trước lại cho bạn xem. Đây là FHL số 9. Bây giờ mình sẽ phiên dịch trước lại cho bạn xem. Tiếp theo là FHL số 10. Bây giờ mình sẽ phiên dịch trước lại cho bạn xem. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Video tiếp theo mình sẽ tiếp tục một trường hợp FHL cơ bản.